Hướng dẫn cài đặt email trả lời tự động trong Outlook. Khi bạn đang trong kỳ nghỉ, đi công tác hoặc vì lý do nào đó mà không thể trả lời email ngay lập tức, tính năng trả lời tự động của Microsoft Outlook sẽ giúp bạn gửi ngay một thông báo tới những người liên hệ. Điều này giúp người khác biết bạn đã nhận được email và sẽ liên hệ lại khi có thể. Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể thêm vào email tự động phương thức liên hệ khẩn cấp hoặc thông tin người liên hệ thay thế nếu có. Trong video, Mật mã Technology sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách cài đặt. Bắt đầu thôi! Mở Outlook web hoặc ứng dụng Outlook và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Ở góc trên cùng bên trái, nhấp vào biểu tượng Settings hoặc cài đặt nếu dùng ngôn ngữ tiếng Việt. Sau đó vào Mail hoặc Thư. Chọn Automatic Reply hoặc trả lời tự động. Nhấp vào Turn on Automatic Reply hoặc bật trả lời tự động. Tiếp tục, nhấp chuột để chọn Send Reply Only During a Time Period, chỉ gửi trả lời trong một khoảng thời gian. Lựa chọn ngày giờ bắt đầu và ngày giờ kết thúc phù hợp. Ví dụ ở đây tôi chọn ngày 13 tháng 8, từ 2 giờ chiều, đến ngày 18 tháng 8, 5 giờ chiều. Trường hợp bạn không đặt khoảng thời gian, tính năng trả lời tự động sẽ vẫn bật cho đến khi bạn chuyển mục Turn on Automatic Reply sang tắt. Tiếp theo, bạn có thể nhấp chuột để chọn một hoặc nhiều tùy chọn gồm. Chặn lịch của tôi trong khoảng thời gian này. Tự động từ chối lời mời mới cho các sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian này. Từ chối và hủy cuộc họp của tôi trong khoảng thời gian này. Hoặc bạn cũng có thể không lựa chọn cả ba, tức là bỏ qua bước này. Tiếp theo, trong mục Send Auto Reply Insights Your Company, hãy nhập vào email trả lời tự động mà bạn muốn gửi đi cho những người dùng trong tổ chức, tức là đồng nghiệp, cấp dưới hoặc cấp trên của bạn. Sau đó, bạn có thể định dạng in đậm, in nghiêng, chọn màu văn bản, kích thước phông chữ nếu muốn. Để gửi email trả lời tự động cho người bên ngoài tổ chức, chẳng hạn như khách hàng hoặc đối tác của bạn, nhấp chuột vào ô Send Reply Outside Your Organization. Tương tự, bạn cũng nhập vào nội dung email tự động cần gửi đi. Sau đó nhấn Save để hoàn tất. Như vậy, trong khoảng thời gian đã thiết lập, nếu có ai đó gửi email cho bạn, họ sẽ ngay lập tức nhận được email trả lời tự động với nội dung mà bạn đã soạn sẵn. Mong rằng hướng dẫn này hữu ích với bạn. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất từ Mật mã Technology nhé!